Đây mọi người ơi, nướng này mình nướng nha mọi người nhá. Đây phải chấm ớt như thế này mới ngon đó mọi người nhá. Mình thì thích ăn ớt, phải có ớt thêm thế này mới ngon. Đây bọn mình đã về đến nhà rồi nhé các bạn ơi. Hôm nay là bọn mình có được cả nấm nữa. Nấm này gọi là nấm nấm mối. Được gần nửa ép nhỉ, đúng không? Đây các bạn ơi. Nấm này rất ngon luôn. Bọn này bọn mình sẽ nấu với nấu canh ăn các bạn ạ. Nấu với lá lốt, với lá gừng. Có thể là cho bọc kẹp để nướng lên các bạn. Dế thì bọn mình cũng được khá là nhiều đấy các bạn ạ. Chiều bọn mình sẽ lào thêm một tí xong bọn mình sẽ mang đi chợ bán các bạn nhá. Các bạn cùng theo dõi video của bọn mình nhá. Chiều bọn mình mới lào thêm một tí nữa xong mang đi bán các bạn. Đây, dế. Bây giờ là bọn mình sẽ rửa nấm đã.
Hôm nay cũng rất là may luôn, bởi vì là mình đi gặp ngay cái ổ nấm. Còn mình mà đi chậm một tí là bị người ta lấy mất rồi các bạn. Nấm này thì có người bảo là ăn bị ngộ độc ấy, nhưng mà bọn mình ăn từ vé lên rồi các bạn ạ, không sao. Mà chắc cũng có khi là họ nấu không ký thôi. Nhưng nấm này thì bình thường là bọn mình hay ăn suốt nha các bạn ơi. Hey, mùa mưa là nó hay ra, mà cái này nó ra năm nào nó cũng hay ra ở một chỗ nhá. Nếu mà cứ nhớ ngày thì nó đi tìm ấy. Có người thì họ thường hay viết về ngày ấy, để ngày mà nấm ra ấy, họ đi tìm các bạn ạ, cứ đến ngày là họ đi tìm. Món này thì sẽ chế kiểu nào ấy bà béo nhỉ? Cái này là một canh thôi. Canh cho nó lốt này. Lá gừng. Một xả nữa mọi người nhé. Cái đấy thì nó hơi bị phật hình của nó. Nó không có một xả lá lốt thì mọi người nó không ngon đâu. Thường thì cái này, cái nào mà kiểu như này các bạn, còn mình sẽ cho bọc kẹp, cho muối mì chính vào một tí xong là nướng đi, thơm lắm. Đây là bọn mình được một nồi canh nấm với số này thì bọn mình sẽ cho vào kẹp để nướng lên các bạn nhé. Thường là nấm này ấy, tìm mua ở chợ thì không có đâu nhé các bạn ơi, bởi vì nó hiếm ấy. Thường thì người ta
mà tìm thấy thì thường thì toàn để ở nhà ăn chứ không mang đi chợ, bởi vì nó không đủ mang đi chợ ấy. Chứ mà bán thì tầm này chắc cũng được tầm 100 đấy bà bé nhá. Đó. Thì họ bán cân cân 100.000. 100.000 cân. 10.000 một lạng. Đây chỗ này bọn mình sẽ cho tí muối vào, xong rồi cho bọc kẹp để mang đi nấu. Đây nồi canh. Nồi canh thì tí hái thêm lá gừng, lá lốt để nấu lên các bạn nhá. Nấm này nếu mà để mà ăn ngon thì tốt nhất là các bạn cho vào kẹp các bạn nhá, nướng lên thì nó sẽ thơm ngon hơn là canh nhá. Canh nó không ngon bằng cái này đâu. Canh này không ngon bằng nướng đâu các bạn. Nướng thì nó ngon hơn. Chứ nướng này, nấm này ấy, để phân biệt thì các bạn dễ thôi các bạn ạ. Cho vào mồm nếm thử. Nếu mà nấm độc ấy thì nó thường hay có vị lắng và sẽ cay cay nhé các bạn ơi. Còn nấm này bọn mình có thể ăn sống được. Nó ngọt. Hôm nay đi lào dế để mang đi chợ bán, vô tình gặp luôn một ổ nấm luôn, ổ nấm mối. Thành ra bữa trưa của bọn mình là được nguyên một nồi canh với một cái kẹp này. Cứ cho vào hết được không? Ôi. Đấy, cứ cho hết vào đi. Sao? Cái này mình kẹp xuống nó ấy xuống thôi mà. Nó vẹp xuống thôi mà. Ra cho vào nồi canh thôi các bạn.
Đây là vườn hạt lốt của mình đây. Hôm trước là mình có cắt đi chợ một tí các bạn, nhưng mà đi bán thì mùa này bọn mình đi thì bán không được các bạn ạ. Nhiều người quá, nhiều người mang đi bán quá. Chào các bạn nhé. Hôm nay thì mình đi lào dế. Đau lắm rồi, không được ăn nấm. Hôm nay mình đi lào dế được nấm đây mọi người ơi. Đúng đâu mới được ăn. Ngon thật. Thank you.
Đây mọi người ơi, nấm này mình nướng nha mọi người nhá. Đây phải chấm ớt như thế này mới ngon lắm mọi người nhá. Mình thì thích ăn ớt, phải có ớt thêm thế này mới ngon. Đây phần này là nấm canh nhá mọi người nhá. Đây gà mình hầm ấy, mình hầm mấy cục xả này, ớt này, gừng nha mọi người nhé. Cái này mình cũng không biết là gọi quả gì đây, nhưng mà ngon lắm mọi người ạ. Bánh kinh thì mình không biết. Nè. Có hạt ở trong mọi người nhé. Hôm nay thì nhà không có gì ăn các bạn ạ. Và mẹ cháu chỉ được ăn mối nấm này với thịt gà xào hầm với xả các bạn nhé. Video của mình cũng xin dừng tại đây các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian qua. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.